Chúa cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát theo Lạy Chúa vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các tông đồ rằng: Các con hãy coi chừng người đời, vì họ sẽ nộp các con cho công nghị và sẽ đánh đập các con nơi hội đường của họ các con sẽ bị điệu đến nhà cầm quyền và vua chúa vì thầy để làm chứng cho họ và cho dân ngoại được biết nhưng khi người ta bắt nộp các con thì các con đừng lo nghĩ phải nói thế nào và nói gì vì trong giờ ấy sẽ cho các con biết phải nói gì vì chưng không phải chính các con nói nhưng là thánh thần của cha các con nói trong các con anh sẽ nộp em, cha sẽ nộp con, con cái sẽ chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh thầy, các con sẽ bị mọi người ghen ghét, nhưng ai bền đổ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thương bạn chị em, vào ngày 19 tháng 6 năm 1988 tại Roma, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã cử hành lễ tuyên thánh cho 117 vị thánh tử đạo tại Việt Nam đại diện cho rất nhiều. Những người đã đổ máu mình để làm chứng cho đức tin. Trong thánh lễ đó có rất đông người tham dự, người ta ước tính có khoảng 25.000 người trên toàn thế giới tham dự thánh lễ đó. Và trong số đó có khoảng 8.000 người Việt Nam, một con số rất lớn quy tụ tại Roma để tham dự thánh lễ đó thương bạn chị em và trong thánh lễ đó Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã có một bài giảng rất là tuyệt vời ngài không những ca ngợi và đề cao gương sống đức tin kiên trung của các thánh tử đạo Việt Nam mà còn bày tỏ tình thương ái tình thân ái với giáo hội cũng như là với quê hương dân tộc của Việt Nam. Trong bài giảng, Ngài lấy câu Thánh dịnh mà chúng ta đọc lúc đầu lễ làm cái lời ca nhập lễ. Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sao khắp khởi mừng. Thánh Vịnh 125 để nói đến sự hy sinh to lớn của các thánh tử đạo tại Việt Nam và chính những hy sinh của các ngài trong đau khổ mà hạt giống được gieo vào trong lòng của đất nước Việt Nam và nó lớn lên chỗ sinh hoa trái. Chẳng những vậy thương bạn chị em, Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II còn nói với những người Việt Nam chúng ta như thế này: anh chị em là dòng giống các vị tử đạo anh chị em là dòng giống những người được tuyển chọn nguyện chúc cho mùa lúa vàng của anh chị em muôn năm tồn tại trong hoang lạc đức thánh cha vừa nêu gương của các thánh tử đạo việt nam của chúng ta nhưng mà đồng thời cũng nhắn nhủ mỗi người tín hữu việt nam chúng ta rằng Chúng ta là con cháu của những bậc anh hùng Chúng ta phải biết sống như cha ông của chúng ta Đó là đem hạt giống đức tin Gieo vải trên quê hương đất nước Việt Nam của chúng ta Để rồi hạt giống đức tin đó Bám vào trong lòng của đất nước Việt Nam chúng ta Lớn lên và trổ sinh hoa trái Thương bà anh chị em nhắc lại bầu khí hào hùng của đại lễ tuyên thánh cho các vị thánh tử đạo tại việt nam của chúng ta không chỉ để chúng ta tự hào bởi vì chúng ta có nhiều vị đã dám bỏ mềm mạng sống mình để làm chứng cho đức tin không chỉ tự hào mà là chúng ta còn được nhắc nhở phải nên giống ông cha của chúng ta làm sao để hạt giống đức tin đó Càng ngày càng lan rộng ra Trên quê hương đất nước của chúng ta nữa Vậy thì chúng ta phải làm gì Để cho hạt giống đức tin Được lan rộng trên quê hương đất nước Việt Nam của chúng ta Thương bà anh chị em Xin khi nhìn lại các thánh tử đạo tại Việt Nam Đặc biệt là cuộc đời của các thánh tử đạo Tại giáo phận của chúng ta Giáo phận của chúng ta thì có hai vị thánh được tuyên thánh là thánh Philippe Phan Văn Minh Linh Mục và thánh Du Xe Nguyễn Văn Lụ là ông Trùm tại mặt Bắc. Ngoài ra cũng còn hai vị mà chúng ta gọi là bậc đáng kính và giáo phận đang xúc tiến hồ sơ để xin tòa thánh tuyên chân phước cho hai vị này. Đó là Uh, ông louis ngò trùm biện và ông phê nguyễn văn dinh người ở tại cái nhum khi nhìn lại đời sống của các vị tử đạo cách riêng là đời sống của các vị tử đạo tại giáo phận của chúng ta thì con nhận thấy rằng có ba điều chúng ta có thể noi gương bắt chước để cho hạt giống đức tin đó được lan rộng trên quê hương đất nước việt nam của chúng ta Ba cái điều đó là ba điều gì? Con xin chia sẻ với ông bạn chị em. Điều thứ nhất đó là các vị tử đạo tại Việt Nam của chúng ta đã trung thành với niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô cho đến cùng. Trung thành với niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô cho đến cùng dù rằng phải bỏ mạng sống của mình đi nữa nhìn lại gương của thánh philip phê phan văn minh chúng ta thấy rõ lên cái điều đó ngài là một linh mục vào thời bách hại gắt gao ngài đến ở nhà của ông trùm lụ ở mặt bắc rồi binh lính lùng sục tìm bắt tìm không ra các vị đạo trưởng tức là các vị linh mục thì họ bắt bớ dân lành thế là cha philip phan văn minh phải ra mặt để cho người ta bắt mình thấy cha là người có học thức cho nên một mặt họ đàn ép họ đánh đập lẫn dụ dỗ để mà cha bỏ niềm tin của mình và thấy cha có học thức cho nên họ cũng kiên nể, chỉ yêu cầu một cái điều nhỏ thôi, là ông nói nhỏ nhỏ thôi không cần la lớn gì. Ông nói nhỏ nhỏ một chút thôi là tôi sẽ bỏ đạo, tôi không tin đạo nữa, tôi sẽ tha cho ông về. Nhưng không, cha với vai trò của một người mục tử, cha nhận đức tin và cha phải làm gương cho anh chị em của mình Cho nên cha nhất định không bỏ niềm tin của mình Rồi khi nhận được tin là mình mang án tử Thì cha không nao núng Cha an ủi các bạn tù của mình Đặc biệt là những anh chị em tín hữu bị bắt giam Hãy kiên vững trong niềm tin của mình Và khi nhận bản án thương bạn chị em cha đã khẳng khái đáp lời của quan tuyên án như thế này không hề gì tôi đã sẵn sàng từ lâu bởi vì tôi không bỏ niềm tin của mình vâng thương bạn chị em tính chính niềm, niềm tin vững vàng vào Chúa Giêsu Kitô đứng đã làm cho các thánh tử đạo được sống trong hạnh phúc viên mãn mà các ngài đã kiên trung cho đến cùng đó là cái điều thứ nhất mỗi người chúng ta phải kiên trung với niềm tin của mình điều thứ hai thưa ông bạn chị em các thánh tử đạo đã nhiệt tình hăng hái loan truyền lời chúa cho mọi người Loan báo tin mừng của Chúa cho mọi người trong mọi hoàn cảnh Điều này con nhìn thấy nơi đời sống của bậc đáng kính Louis Phan Văn Ngò Thương bạn chị em Ông là người ở góc Cai nhum. Ông tuổi trẻ gia nhập vào quân đội Hoàng gia Rồi khi xuất ngũ Ông lập gia đình và trở thành một gia trưởng đạo đức gương mẫu cho gia đình của mình. Không những vậy, ông còn tham gia vào ban quế chức và ông trở thành ông trùm của họ đạo Cái Nhâm. Với vai trò của một người cộng tác với cha sở trong cái chức vụ là trùm Ông đã cùng với cha sở đi thăm viếng mọi người trong khu vực của mình Ngoài những anh chị em tín hữu Còn đến với anh chị em ngoài công giáo nữa Ở Cái Nhâm Thì có một cái khu vực Nó nằm giữa Cái Nhâm và Cái Mơn Người ta gọi là Cái Gà Rất ít người có đạo Cho nên ông cùng với cha sở thường hay lui tới cái khu vực đó để thăm viếng những anh chị em ngoài việc có đạo còn những anh chị em không có đạo nữa và thương bạn chị em khi ông bị bắt ông bạn chị em biết ông bị bắt ở đâu không ông bị bắt ở cái gà trong một gia đình của một người không có đạo ông bị bắt với đức cha Lefebvre mà người ta gọi là Đức Cha Ngãi, trong một gia đình của anh chị em lương dân khi đang thăm viếng họ. Quá thật lòng nhiệt huyết loan truyền tin mừng của Chúa cho những người chưa nhận biết, thôi thúc các ngài đi đến với anh chị em lương dân để loan báo tin mừng cho họ đó là điều thứ hai chúng ta cần nôi gương các thánh tử đạo là phải biết hăng hái truyền giao tin mừng của chúa cho những anh chị em chưa biết chúa và cái điều thứ ba thưa ông bạn chị em là các thánh tử đạo đã làm chứng cho chúa bằng một đời sống tương thân tương ái với tất cả mọi người cái điều này con đọc thấy nơi thánh trùm lụ thánh du xe nguyễn văn lụ ông trùm ở mặt bắc ông là một ông trùm không chỉ gương mẫu cho gia đình của mình ông làm gia trưởng không chỉ ông lo lắng đời sống cho các thành viên trong gia đình của mình mà người ta ghi nhận rằng ông còn biết tương thân tương ái lo cho những anh chị em ngoài gia đình của mình mà không chỉ chỉ những anh chị em công giáo mà những anh chị em ngoài công giáo nữa ở mặt bắc thì làm ruộng làm vườn cho nên ông thường hay đến nhà của những người có nhiều công việc cần người giúp ông phụ giúp họ mà không cần đợi họ mượn ông phụ người ta cài cấy ông phụ người ta làm giường và không những vậy khi ông bắt được con cá con tép ông có thể đem đến cho những người nghèo mà những người nghèo này không chỉ là có đạo mà cả những người không có đạo nữa thương bạn chị em với cái tình thương thân tương ái đó đã làm cho nhiều người nhận biết chúa nơi đời sống yêu thương của những vị tử đạo Vâng thương bạn chị em Nhìn lại gương của các thánh tử đạo Mời gọi mọi người chúng ta hãy noi gương các ngài Biết đem đức tin Hạt giống đức tin gieo giải vào trong lòng Đất nước Việt Nam của chúng ta Bằng những việc làm cụ thể Thứ nhất đó là chúng ta hãy giữ vững niềm tin của mình Trước mọi hoàn cảnh và thứ hai chúng ta phải biết nhiệt quyết đem tin mừng của chúa đến cho tất cả mọi người và thứ ba chúng ta thể hiện tình thương tương thân tương ái tình thương yêu của chúa để cho người ta nhận thấy chúa nơi đời sống của mỗi người chúng ta xin cho mỗi người chúng ta ý thức được cái nhiệm vụ của chúng ta và xin cho mỗi người chúng ta biết nôi gương các thánh tử đạo làm chứng cho chúa sống tương thân tương ái và loan báo tin mừng của chúa để cho hạt giống đức tin được trổ sinh nơi đất nước việt nam của chúng ta amen